Hello, what's good? Chào mừng các bạn trở lại với channel của Jockey Nguyễn. Thì dành cho những ai chưa biết thì các bạn cũng có thể gọi mình là Nhân cũng được. Và channel của mình thì mình sẽ làm về những cái reaction cho những bài nhạc mới và những clip viral trên mạng. Thì chúng ta lại trở lại với series reaction cho những bài hát trên Rap Việt của mỗi tuần. Ok, thì tuần này đã là cái vòng chung kết rồi. Và không có thời gian với các bạn nữa. Tới phần intro thôi nào. Let's go. Và mình cũng vừa mới sắm một cái con micro ở đây. Đây thì mình cũng muốn tăng cái gọi là cái chất lượng âm thanh của cái channel của mình lên, nên là tất cả là vì các bạn đó đấy. Ok, và let's go. Ok, thì như tựa đề của video này thì mình sẽ react cho cái phần trình diễn của Blackga. Bài hát tên là Tranh Khuyết. Thì thực ra thì hiện tại thì cái gọi là cũng đã đến vòng chung kết rồi. Ồ, nhanh thật nhờ. Vừa mới chớp mắt ở vòng 1 và vòng 2 ở đây thôi mà bây giờ đã đến phần vòng chung kết rồi. Thì mình có thấy một vài bài viết những cái bài viết liên quan đến cái phần trình diễn của Blackga thì có nói là mình có đọc sơ qua một chút xíu là cái bài hát viết về người khuyết tật đồ các thứ thì riêng mình thì đối với cái vòng chung kết á, thì cái việc mà chọn cái nội dung cho cái tiết mục mình trình diễn là nó rất là quan trọng. Cái nội dung cũng như là cái chủ đề của mình viết thì nó khá theo mình khá là quan trọng, tại vì mình là một cái fan của gọi là những cái chương trình âm nhạc á. Trước đó thì mình xem rất là nhiều, nhưng mà dạo vài gần năm gần đây thì mình không không còn xem nhiều. Lúc trước thì mình có xem The Voice, Vietnam Idol. Thì các bạn để ý thì cái việc mà chọn cái chủ đề cho cái phần gọi là tiết mục chung kết thì nó khá là quan trọng. Thì mình nghĩ cái chủ đề mà viết về người khuyết tật đồ các thứ á, thì nó khá là căng và nghĩa là nó sẽ gọi là chạm tới trái tim của nhiều người. Thì ok, chắc là bắt đầu thôi. Thì mình cũng muốn nhắc lại một tí xíu dành cho những ai mà vừa gọi là lần đầu tiên xem qua cái channel của mình, thì cái video nhỏ nhỏ ở phần bên đây thì mình sẽ che mở đi tại vì lý do bản quyền. Gọi là như thế nào nha. Tại vì cái reaction của mình sẽ post khá là cận với cái video gốc của cái sản phẩm này, nên là mình phải che mờ đi, nên là rất là mong sẽ nhận được cái thông cảm của các bạn. Thì dành cho những ai chưa xem qua cái tập phát sóng này hoặc là muốn xem lại cái tập phát sóng này thì mình có để một cái đường link ở dưới phần mô tả thì các bạn có thể click vào và xem. Ok, thì không có thời gian nữa, bắt đầu thôi. Let's go. Sophia. Wow. Sinh ra vào ngày tốt chứ không phải số may. Chúng mày tự say bằng đôi tay đấy. Sẽ không mang theo cánh cho vợ cô bay. Nếu mà đứng xa lâu là bị quay đấy. Có người muốn dùng lời đổi để sẽ cự nhau. Để người ta hạ thấp của cô để tự cao. Đó nếu không sự ấm thì cũng được giá bằng. Ây. Khi người buông lời kim lời tim vào tàn rồi tim lời khác mình sâu vào trong mình không kiếm tốt ra câu nào không. Nhiều lần lạc lối đến lời giặc đối nhưng mà chưa câu nào thông. Và nhiều lúc vượt xa vòng tay thì sao mày không thể lấy. Và nếu mình không là ai thì đội công danh là không thể đấy. Người thức thời biết nhìn về khi khang đài. Không biết người biết mình đừng để vang bài khi mình. Ây. Đâu là tiếng phía bên kia đầu dây. Không nói được thì mình cũng đã giấu tay. Ây. Hình như là những cái bạn mà đứng đằng sau Blackga là những cái bạn mà gọi là cái gì nhỉ? Những cái dùng những cái ngôn ngữ dành cho những người câm và người điếc á. Wow. Đây là một cái mình theo mình nghĩ, tại vì nếu mà về cái chủ đề này thôi là cũng là một cái chủ đề rất là nặng ký rồi đó, và nó sẽ chạm được tới rất là nhiều người, cũng như là tại vì phần chung kết mà nên là sẽ có liên quan đến cái phần bình chọn. Thì
ví dụ như là ba mẹ của mình hoặc là những người lớn tuổi họ xem hip hop, họ xem rap, thì những cái chủ đề như thế này thì sẽ được, mình nghĩ là sẽ được nhiều lợi thế hơn. Mình nghĩ là như vậy. Cái việc mà chọn chủ đề cho cái tiết mục chung kết thì mình nghĩ là khá là quan trọng, và mình nghĩ Black Ka và Team Wowy đang đang khá là đi đúng. Tại vì trước đó ở mùa 1 thì các bạn cũng có thấy rồi đó, quán quân là Dế Choắt, còn á quân là G Ducky. Thì các bạn có để ý về hai chủ đề mà của hai người này chọn thì nó khá là chạm đến nhiều người, nên là Ồ, DJ Mia đẹp quá. Ồ. Wow. Nào sẽ có ngày nhận ra mình đang thiếu gì. Em có thể vẽ tranh bằng đôi chân trần, em có thể nấu ăn cho người thân cần. Ê. Em với anh sẽ xuất phát tới người xung quanh rất gần, gấp sâu dần dần. Có tranh khuyết tàn, vẫn theo nhung vàng, giữ đi niềm đó vẫn so lên trong giới thiên cung đàn. Lối đi trăm ngàn, vẫn đi về đâu nơi yêu thương ngầm cháy vút vẻ vô vàn. Nếu ta không nhà, nếu ta không nơi nương thân, liệu có đôi ta ngàn vàn. Tôi đi tâm hồn, vẫn đi thân hình, có tranh khuyết tàn có ai chân tình. Ai sinh ra cũng là những thiếu sót, từ tâm hồn tới tứ chi. Nhưng ông trời không cho mình đôi chân, còn tay thôi thì mình cứ đi. Ai cũng là những mảng khuyết thì đừng hỏi tại sao lại chưa tròn. Nhưng trước khi một câu kết thúc, tôi muốn hỏi là Do you got a love for me? Hey. Do you got a love for me? I love you. Hey. Do you got a love for me? I love you. Do you got a love for me? I love you. Khi nhau xuống vào nơi vợ, cuối cây từng bay trên bay về với nơi ở. Mới bay và sắp qua đã mới cây. Cuộc sống là một vòng lặp của hơi thở. Nếu như mình sang giàu cắm nhung được mang vào thì liệu muốn gì là có đây. Có đứng lời bằng chân nhìn lắng nghe được tâm tình thốt lên lời yêu thương đông đầy. Bước ra tay 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 nhung vàng sẽ đi nhìn đâu tận sâu bên trong giữa trên cùng ngàn nơi đi trăm ngàn thì đi về đâu để thương ngọn cháy vui vẻ vô vàn. Nếu ta không nhà, nếu ta không nơi nữa thân, liệu có ai ta thân bạn yêu đi tâm hồn mất đi thân hình bức tranh khuyết tàn. Wow. Do you got a love for me? Do you got a love for me? Bức tranh khuyết tàn có ai chân tình? Do you got a love for me? Bức tranh khuyết tàn có ai chân tình? Damn. Mình thấy là team từ mùa trước rồi, từ mùa 1 rồi, thì team Huawei chọn những cái chủ đề cho những cái phần trình diễn này rất là hay. Ngay cả cái việc mà chọn chủ đề cho cái vòng chung kết cũng vậy, thì như mình nói ban đầu là cái việc mà chọn chủ đề cho cái vòng chung kết nó rất rất là quan trọng luôn. Không bàn đến những cái như là kỹ năng hay là dòng nhạc gì hay gì cả, cái đó mình không bàn, mình đang bàn về cái việc là nội dung. Thì cái việc mà chọn nội dung cho cái chủ đề khi mà mình trình diễn là một thứ mà mình nghĩ là nó cực kỳ quan trọng luôn. Đối với mình thì cái thứ nhất thì mình phải shout out cho chị Sophia, tại vì cái bài này chị Sophia hát quá hay. Cái chủ đề này mình nghĩ là nó sẽ chạm được tới khá là nhiều người á. Và tại vì cái chức quán quân là nó sẽ phụ thuộc vào cái lượt bình chọn nữa, nên là cái việc mà chạm được tới nhiều người hơn, nhiều người cảm nhận được cái bài hát này nhiều hơn, thì cái việc bình chọn nó sẽ diễn ra nó nhiều hơn. Thì mình nghĩ đây là một cái tiết mục. Các bạn thấy trước đó thì Black Ka rất là gọi là một người rất là kiểu rất là hầm hố như thế nào đó, nhưng mà
xong qua cái bài này thì các bạn, mình nghĩ là các bạn cũng khá là bất ngờ, mình cũng khá là bất ngờ khi mà PK chọn cái dòng nhạc này để thi ở vòng chung kết. Nhưng mà xét về cái mặt nội dung thì chắc là các bạn hiểu và mình cũng hiểu là cái lý do tại sao Team Bowie chọn cái nội dung này, và mình nghĩ đây là sẽ là một một tiết mục nó gọi là khá là nặng ký và là một đối thủ đáng gờm cho cái vòng chung kết này. Và dù cái kết quả chung kết sắp tới nó như thế nào đi nữa, nhưng mà mình rất là mong cho những cái anh em rapper đã thi ở mùa 2 này sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn ở phía trước. Và nếu các bạn đã có gọi là gọi là như thế nào nè, comment phía bên dưới cái tên quán quân mà các bạn sẽ nghĩ là sẽ là quán quân cho Rap Việt mùa 2 sắp tới. Thì theo mình hiện tại thì mình cũng chưa biết là ai nữa, tại vì để mình xem hết coi những cái tác phẩm của cái vòng chung kết này rồi sau đó mình sẽ suy nghĩ sau. Ok, thì đó là phần reaction của mình cho cái phần trình diễn của Black Ka. Thì comment phía dưới cái cảm nghĩ của các bạn như thế nào về cái phần trình diễn này, và comment thêm cái rapper mà các bạn nghĩ sẽ là quán quân của mùa 2 sắp tới. Ok, thì như mình nói, cái video nhỏ nhỏ phía bên này thì mình sẽ che mờ đi tại vì lý do bản quyền. Thì nếu mà các bạn chưa xem qua tập phát sóng này hoặc là muốn xem lại tập phát sóng này thì mình có để một cái đường link ở phía bên dưới phần mô tả thì các bạn có thể click vào, và rất mong sự thông cảm từ các bạn. Cùng theo đó thì mình có để thêm một cái đường link, một vài đường link Facebook, Instagram và TikTok của mình. Các bạn có thể, nếu mà các bạn thích mình hoặc là thương mình thì các bạn follow mình ở trên những cái trang cá nhân đó. Ok, thì như mọi khi mình chúc các bạn sẽ có được một cái ngày thật là vui vẻ. Và peace and I'm out. Bow.